chỉ hai tuần sau khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, đánh dấu một bước ngoặt trong nền chính trị Việt Nam. Lúc này đây khi quá trình chuyển giao quyền lực đã hoàn tất, nhà lãnh đạo mới đã xác lập uy quyền, nền chính trị Việt Nam đã trở nên ổn định. Nhiều người lại đặt câu hỏi liệu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm hay không. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Những khác biệt của Tổng bí thư Tô Lâm so với bác Nguyễn Phú Trọng, câu chuyện chiến lược Việt Nam khi ở ngã ba đường. Khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời, nhiều người lo ngại Việt Nam có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kế nhiệm tiềm tàng và rằng liệu giới tinh hoa chính trị đất nước sẽ thống nhất dưới nhà lãnh đạo mới hay cạnh tranh nội bộ sẽ tiếp tục diễn ra gai gắt cho đến đại hội đảng diễn ra vào năm 2026. Nhưng cuối cùng, không có sự biến động chính trị lớn nào xảy ra, nhà lãnh đạo mới của Việt Nam, Tô Lâm, không cho phép điều đó xảy ra. Sau khi trở thành Chủ tịch nước hồi tháng 5, Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Thống nhất bầu giữ chức Tổng Bí Thư vào ngày 3 tháng 8 năm 2024, chỉ hai tuần sau khi cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, đánh dấu một bước ngoặt trong nền chính trị Việt Nam. Lúc này đây khi quá trình chuyển giao quyền lực đã hoàn tất, nhà lãnh đạo mới đã xác lập uy quyền nên chính trị Việt Nam đã trở nên ổn định. Nhiều người lại đặt câu hỏi liệu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm hay không. Nhiệm kỳ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những thời kỳ biến động nhất của nền chính trị Việt Nam. Ông được chọn làm ứng viên mang tính thỏa hiệp cho vị trí Tổng Bí thư vào năm 2011. Lúc đó, chức danh này bị suy yếu trong hai nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Nông Đức Mạnh, khi quyền lực chính trị được thâu tóm vào tay thủ tướng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng. Dù mang hình ảnh của một vị trưởng lão hiền từ, nhưng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng tỏ mình là một nhà chính trị gia đầy bản lĩnh và mưu lược. Trong cuộc đối đầu căng thẳng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 năm 2016, ông đã giành chiến thắng trước thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tiếp tục giữ vị trí Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ thứ hai. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời vào năm 2018, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước cho đến tháng 4 năm 2021. Sau đó, dù thôi kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, nhưng ông vẫn tiếp tục đắc cử chức Tổng bí thư thêm nhiệm kỳ thứ ba, điều chưa từng có trong lịch sử khi đảng không thể thống nhất về người kế nhiệm ông. Quyền uy tuyệt đối của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất phát từ danh tiếng thanh liêm, thâm niên công tác và thời gian hoạt động chính trị lâu dài, tạo ra một khoảng trống quyền lực khó có thể lấp đầy. Sau ba nhiệm kỳ dẫn dắt Việt Nam với chiến dịch đốt lò và ngoại giao cơ tre, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo những di sản to lớn. Thành tựu quan trọng nhất của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là việc phát động một chiến dịch chống tham nhũng vô tiền khoáng hậu, nhắm vào tất cả các quan chức thuộc mọi cấp bậc. Từ năm 2016 đến nay, trên 139.000 đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 40 ủy viên Trung ương Đảng và 50 tướng lĩnh trong quân đội, công an. Đáng chú ý, 7 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên chủ tịch nước Võ Văn Thường, nguyên chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đều đã bị buộc phải thôi nhiệm vụ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thường có cách tiếp cận cứng rắn đối với các nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Dưới quyền ông, các lực lượng nội chính như Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương được tăng thêm sức mạnh để chống tham nhũng. Ông cũng biến việc chỉnh đốn tư tưởng thành một công cụ nhằm ngăn chặn quá trình suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên. Tuy vậy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ yếu tập trung vào công tác nội chính của đảng, qua đó tách biệt tương đối chính sách kinh tế và đối ngoại khỏi những ràng buộc ý thức hệ trong suốt nhiệm kỳ của ông, Việt Nam tiếp tục cải cách kinh tế và duy trì thái độ cởi mở với thương mại và đầu tư. Thực tế cho thấy dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ của Việt Nam với các đối tác phương Tây đã được cải thiện sâu sắc. Điều này thể rõ nhất ở việc nâng cấp quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, cũng như chuyến thăm lịch sử của ông tới Nhà Trắng hồi năm 2015, chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần như chắc chắn rằng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, người sẽ bước sang tuổi 69 vào năm 2026, sẽ tiếp tục nắm quyền sau Đại hội 14 của Đảng, bất chấp giới hạn về độ tuổi. Dù xuất thân từ ngành an ninh, Tổng bí thư Tô Lâm được cho là một nhà lãnh đạo cấp tiến. Việt Nam dưới thời ông dự kiến sẽ có sự phát triển vượt bậc, nhất là về kinh tế và ngoại giao, mở ra một giai đoạn lịch sử mới, kỳ nguyên mới, kỳ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong những phát biểu đầu tiên với tư cách là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhà lãnh đạo mới của Việt Nam tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng, vốn là di sản lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và rằng sẽ kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, truy tố một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Ông bày tỏ quyết tâm đưa cuộc chiến chống tham nhũng tới thắng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phòng chống tham nhũng phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội câu nói của người đứng đầu đảng và nhà nước được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại về chiến dịch chống tham nhũng khiến quan chức cán bộ sợ hãi không dám đưa ra quyết định phần nào gây tê liệt bộ máy nhà nước và điều này khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại đã có những nhận định, đánh giá của các chuyên gia về những hệ quả của công cuộc chống tham nhũng, chẳng hạn việc đốt lò có tác động tiêu cực tới nền kinh tế, gây ra lo ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài. Giáo sư Jonathan London, nhà nghiên cứu người Mỹ chuyên về giáo dục và chính trị đương đại Việt Nam bình luận rằng, tôi ủng hộ những nỗ lực để chống tham nhũng và tôi cũng chia sẻ lo ngại của những người cho rằng có một bộ phận của bộ máy nắm quá nhiều quyền lực. Tuy nhiên, tôi hy vọng khi Việt Nam vượt qua được giai đoạn chưa ổn định về nhân sự này, thì có thể lấy lại đạt để giải quyết những vấn đề quan trọng và nâng cao nền kinh tế, cũng như nâng cao cuộc sống của người dân. Giáo sư Jonathan London nói, tờ Financial Times ngày 3 tháng 8 nhận định, Ông Tô Lâm nhậm chức Tổng bí thư đúng vào thời điểm quan trọng của Việt Nam. Quốc gia đang trở thành thế lực sản xuất và ảnh hưởng từ chính sách của các doanh nghiệp về đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng, việc ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí Thư có lợi trong môi trường đầu tư của Việt Nam, đốt lò sẽ không biến mất, nhưng nó sẽ trở nên ổn định và dễ dự đoán hơn một chút. Có rất ít lý do để tin rằng Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thay đổi chính sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong các vấn đề kinh tế. Hiện tại, nền kinh tế của Việt Nam vẫn đang phát triển tốt và nhà lãnh đạo mới không có lý do nào để khiến nó đi chạy đường dây. Ngược lại, ông có thể muốn thúc đẩy nền kinh tế hơn nữa để củng cố tính toán chính danh và giải thích cho vai trò lãnh đạo kéo dài của mình. Tương tự như vậy, chính sách đối ngoại của Việt Nam ít có khả năng thay đổi dưới thời ông Tô Lâm. Ông sẽ tiếp tục cách tiếp cận ngoại giao cơ tre của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn mang gốc an ninh. Ông Lâm có thể cảm thấy thoải mái khi làm việc với các nhà lãnh đạo chuyên chế như Chủ tịch Tập Cận Bình hay Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Việt Nam sẽ bỏ bê mối quan hệ với các đối tác phương Tây nói cách khác dưới sự lãnh đạo của ông việt nam sẽ tiếp tục duy trì cân bằng trong quan hệ với các cường quốc đặc biệt là trung quốc và hoa kỳ đồng thời theo đuổi quan hệ hữu nghị với tất cả các chủ thể quan trọng trên toàn cầu cách tiếp cận này là sự lựa chọn chính sách đối ngoại tốt nhất đối với việt nam bất kể ai là tổng bí thư đảng tóm lại sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào trong chính sách kinh tế và đối ngoại vốn đã góp phần đáng kể vào sự trỗi dậy của việt nam cũng như tính chính danh của đảng trong giai đoạn vừa qua suy cho cùng việc duy trì sự lãnh đạo của đảng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới sẽ là ưu tiên chính của nhà lãnh đạo việt nam tuy nhiên được đánh giá là nhà lãnh đạo cấp tiến và quyết đoán tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm sẽ thúc đẩy cải cách tăng cường quan hệ với mỹ và các cường quốc phương tây trong khi vẫn hỏa hoãn với trung quốc để đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình phát triển vững mạnh thịnh vượng và độc lập câu chuyện chiến lược của việt nam câu chuyện chiến lược đang được phát triển của việt nam qua phát biểu của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phản ánh một quốc gia đang đứng trước ngã ba đường của các vấn đề toàn cầu đầy biến động. Từ các đế chế cổ đại đến các quốc gia dân tộc hiện đại, các nhà lãnh đạo từ lâu đã dựa vào các câu chuyện chiến lược để định hình nhận thức về quốc gia, dân tộc và xác định lập trường của quốc gia về các vấn đề quan trọng nhất của thời đại. Việt Nam, một cường quốc tầm trung đang nổi, đã duy trì một câu chuyện chiến lược mạch lạc và nhất quán kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Giờ đây dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, câu chuyện này đang thay đổi một cách tinh tế. Trong một bài phát biểu gần đây tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng Việt Nam đang ở thời điểm khởi đầu lịch sử mới, một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Quan điểm mới này phản ánh nỗ lực chủ động của Việt Nam trong việc thích ứng với một môi trường chiến lược thay đổi nhanh chóng và thể hiện khát vọng tham gia tích cực và sâu rộng hơn trong các vấn đề quốc tế. Câu chuyện chiến lược chứa đựng những lời kể có sức thuyết phục cho phép các nhà lãnh đạo chia sẻ với thế giới về bản sắc, lợi ích và tầm nhìn của quốc gia họ đối với trật tự thế giới. Những câu chuyện này thường bao gồm các yếu tố chính như bối cảnh lịch sử, các giá trị cốt lõi, khát vọng và cách tiếp cận của một quốc gia trong quan hệ quốc tế. Chúng cung cấp một khuôn khổ giải thích quá khứ của một dân tộc, lý giải cho các hành động hiện tại và vạch ra những khát vọng tương lai của quốc gia câu chuyện của việt nam bắt nguồn và thấm đẫm từ lịch sử đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trung tâm câu chuyện của việt nam là một dân tộc đã anh dũng vượt qua hàng thế kỷ giữa ách thống trị của thực dân và nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc để vươn lên trở thành một quốc gia năng động phát triển nhanh chóng do đó câu chuyện hậu chiến của việt nam nhấn mạnh cam kết hòa giải và ngoại giao hướng tới tương lai được gói gọn trong nguyên tắc thêm bạn bớt thù cách tiếp cận này được minh họa một cách sống động bằng những nỗ lực đáng ghi nhận của việt nam Nhằm biến các mối quan hệ đầy thách thức với các cựu thù thành quan hệ đối tác mang tính xây dựng, các quốc gia từng có chiến tranh với Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Pháp giờ đây đã được nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Điều đáng chú ý là khả năng vượt qua những bất đồng trong lịch sử của Việt Nam để hướng tới sự hợp tác cùng có lợi, một phần là kết quả của lập trường ca ngợi những giá trị như công lý và nhân đạo trong ứng xử quốc tế chẳng hạn như nguyên tắc đạo đức lời chí nhân thay cường bảo là minh chứng cho cam kết lâu dài của việt nam đối với lối hành xử hòa bình và đạo đức trong các vấn đề toàn cầu một đặc điểm nổi bật khác của câu chuyện chiến lược việt nam là tinh thần lạc quan vốn có của dân tộc việt nam kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc nhiều nghị quyết của các kỳ đại hội đảng đã khẳng định hòa bình hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn trên thế giới quan điểm tương đối lạc quan này vẫn tồn tại bất chấp các cuộc xung đột đang diễn ra và chủ nghĩa dân tộc toàn cầu gia tăng trong những năm gần đây phản ánh niềm tin vững chắc của Việt Nam vào quỹ đạo tích cực chung của các vấn đề quốc tế. Dựa trên thế giới quan tích cực này, câu chuyện mô tả tầm nhìn về Việt Nam như một xã hội hiện đại, công nghiệp hóa, với các mục tiêu đầy tham vọng là đạt được mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 trong cách tiếp cận chính sách đối ngoại việt nam luôn nhấn mạnh những nguyên tắc cốt lõi về độc lập đa phương hóa đa dạng hóa tầm quan trọng của sự tin cậy chính trị hội nhập quốc tế và ủng hộ các thể chế đa phương việt nam thừa nhận tầm quan trọng sống còn của việc duy trì sự cân bằng tinh tế giữa các cường quốc trong khi theo đuổi quyền lực tự chủ chiến lược và làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị với tất cả bạn bè và đối tác asean và liên hợp quốc là những yếu tố nổi bật trong câu chuyện của việt nam đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho sự tham gia quốc tế của việt nam cách tiếp cận này phản ánh sự pha trộn tinh tế giữa tư duy hiện thực và chủ nghĩa tự do mới vừa nhìn nhận thực tế các tính toán về quyền lực và lợi ích vừa kêu gọi luật pháp quốc tế và hợp tác đa phương để giảm bớt bản chất khắc nghiệt của chính trị toàn cầu vừa tạo ra một môi trường mà các quốc gia đều có thể phát triển mạnh mẽ người ta có thể lập luận rằng nền tảng cho câu chuyện chiến lược nhất quán của việt nam là một lý thuyết thành công đó là thông qua phát triển các mối quan hệ ngoại giao đa dạng và ngày càng sâu sắc hơn và là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế việt nam có thể đạt được sự phát triển nhanh chóng nhưng bền vững trong khi vẫn bảo vệ được hòa bình an ninh và độc lập nói cách khác việt nam từ lâu đã đặt cược rằng trở thành một công dân quốc tế mẫu mực là con đường chắc chắn nhất để đảm bảo an ninh và thịnh vượng của chính mình trong một thế giới ngày càng bất ổn và phức tạp trong khi vẫn duy trì cốt lõi của câu chuyện chiến lược lâu đời của việt nam tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đã đưa ra những điều chỉnh phản ánh đất nước bước vào kỷ nguyên mới điều này thể rõ trong các bài phát biểu và hoạt động ngoại giao gần đây của ông nhấn mạnh đến sự chuyển đổi của việt nam và sự sẵn sàng thích ứng với bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng Ví dụ, tại kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh bối cảnh quốc tế phức tạp và nguy hiểm, đặc trưng bởi chủ nghĩa dân tộc ích kỷ, không gian sinh tồn và phát triển ngày càng thu hẹp, cũng như sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Quan trọng hơn, ông cảnh báo rằng, nguy cơ chiến tranh hạt nhân, thậm chí là chiến tranh thế giới thứ ba, vẫn chưa được loại trừ. Một số ngôn ngữ trong bài phát biểu này tương đối mới, phản ánh cách đánh giá nghiêm túc và cập nhật hơn về các rủi ro toàn cầu đặc biệt bài phát biểu nhấn mạnh nhận thức sâu sắc hơn của việt nam về bản chất bấp bênh của các vấn đề quốc tế sau những cuộc xung đột khu vực gần đây và niềm tin vào sự cần thiết của ngoại giao chủ động và tăng cường hợp tác đa phương để giảm thiểu những rủi ro này một yếu tố then chốt khác trong câu chuyện đang phát triển của việt nam là đặt trọng tâm vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như những động lực quan trọng cho các mục tiêu phát triển năm 2030 và 2045 của Việt Nam, nhận thức rằng cơ hội để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình sẽ chỉ còn mở trong 10 đến 15 năm nữa. Do đó, nhà lãnh đạo Việt Nam luôn nhấn mạnh trong các bài phát biểu của mình về vai trò của những tiến bộ khoa học và công nghệ trong việc đạt được tăng trưởng bền vững và cải thiện mức sống của người dân. Sự tập trung vào các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI Phản ánh mong muốn của Việt Nam trong việc tận dụng sự đổi mới sáng tạo như một phương tiện để đẩy nhanh quá trình phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của mình. Cuối cùng, nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đã điều chỉnh mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia và sự tham gia quốc tế, phản ánh một lý thuyết thành công hài hòa hơn trong câu chuyện chiến lược của Việt Nam. Tại Đại học Columbia, ông khẳng định: "Chúng tôi không thể đạt được các mục tiêu cao cả nêu trên nếu không có sự đoàn kết quốc tế trong sáng, sự hỗ trợ quý báu và sự hợp tác hiệu quả của cộng đồng quốc tế." Thành công của chúng tôi là thành công của các bạn. Câu chuyện phát triển vẫn bám sát những diễn biến cho đến nay nhưng cũng tập trung nhiều hơn vào những đóng góp tiềm năng của Việt Nam vào tiến trình toàn cầu. Nó nhấn mạnh cam kết của Việt Nam không chỉ là bên hưởng lợi từ hợp tác quốc tế mà còn là bên đóng góp tích cực vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu trong kỷ nguyên mới này. Câu chuyện chiến lược đang phát triển của Việt Nam như người đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam đã nêu phản ánh một quốc gia đang ở ngã ba đường của các vấn đề toàn cầu câu chuyện được xây dựng cẩn thận này không chỉ thể hiện sự tự tin ngày càng tăng của việt nam mà còn chứng minh sự hiểu biết sâu sắc của nước này về bối cảnh quốc tế ngày càng bất ổn bằng cách đề cao tính độc lập chủ nghĩa đa phương và đổi mới công nghệ việt nam tìm cách vạch ra một đường lối cân bằng giữa các cường quốc lớn trong khi vẫn phù hợp với các ưu tiên toàn cầu cấp bách như phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu Cách tiếp cận này cũng có thể tăng cao sức mạnh mềm và ảnh hưởng của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, định vị Việt Nam là một đối tác có trách nhiệm trong cộng đồng toàn cầu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước có thể sẽ còn nhiều thách thức khi cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc có thể gia tăng và vấn đề toàn cầu trở nên phức tạp hơn, khả năng duy trì cách tiếp cận cân bằng cẩn trọng của Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách hiệu quả của câu chuyện cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng của việt nam trong việc biến tư duy thành hành động cụ thể một nhiệm vụ phức tạp bởi những nhu cầu trong nước và bản chất khó lường của các mối quan hệ quốc tế tuy nhiên không còn nghi ngờ gì nữa rằng câu chuyện chiến lược đang phát triển của việt nam đại diện cho một phản ứng cẩn trọng và cân bằng trước một thế giới đang thay đổi đó là câu chuyện đan sen các tham vọng quốc gia với các đánh giá thực dụng về thực tế toàn cầu đưa tầm nhìn việt nam vừa là bên hưởng lợi vừa là bên đóng góp cho hợp tác quốc tế khi câu chuyện này tiếp tục phát triển và thể hiện trong các quyết định chính sách, Việt Nam có tiềm năng định hình lại vị thế và ảnh hưởng toàn cầu của quốc gia. Những năm tới sẽ cho thấy liệu câu chuyện được xây dựng cẩn thận này có thể chịu được áp lực của một trật tự toàn cầu luôn biến động và sẽ thực sự mở ra kỷ nguyên mới mà Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hình dung cho Việt Nam hay không. Phụ huynh kêu trời một môn học ở trường tiểu học công lập tốn gần 5 triệu đồng. Sự thật thế nào? Chẳng biết các con cấp 1 học được những gì từ môn toán và khoa học bằng tiếng Anh. Toán cơ bản còn làm sai lên sai xuống. Không biết giải toán tiếng Anh theo kiểu nào. Mỗi tháng tốn 550.000 đồng. Vị chi phụ huynh phải đóng 550.000 đồng nhân 9 tháng. Bằng 4 triệu 950.000 đồng. Cho một môn học mà chẳng thấy có thu được kết quả gì. Đây là những lời than vãn của bà mẹ có con đang học lớp 4 ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh các khoản thu được người này đính kèm có thể thấy Khoản trị kêu trời có tên là tiền tổ chức chương trình giáo dục tăng cường ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học. Mức thu hàng tháng là 550.000 đồng. Nhiều người cho biết con mình cũng đang theo học chương trình này với mức phí tương tự. Có nơi nhỉn hơn lên đến 800.000 đồng một tháng. Tuy vậy họ vẫn mong muốn con được học trong môi trường tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Sẽ có nhiều cơ hội cho con phát triển và hội nhập. Một số phụ huynh cũng nhận định việc cho con theo học chương trình giáo dục tăng cường ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học hay không, thường được các trường lấy ý kiến trên tinh thần tự nguyện. Nói cách khác, việc lựa chọn vào lớp này hay không không bắt buộc, có thể phụ huynh không tìm hiểu kỹ nên mới bức xúc. Trên thực tế, chương trình học ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học nằm trong danh mục trong chính khoản thu dịch vụ trong trường học được hội đồng nhân dân thông qua. Việc khuyến khích các trường tiểu học dạy một số môn học bằng tiếng nước ngoài được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quyết định số 72 của Thủ tướng Chính phủ với tiếng Anh, đối với lớp 1, 2 sẽ dạy thời lượng từ 2 đến 8 tiết một tuần. Trong đó có thể tổ chức dạy tiếng Anh tự chọn, thực hiện 2 tiết một tuần bằng hình thức xã hội hóa không bắt buộc. Sau 2 tiết tự chọn của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với lớp 3, 4 thời lượng từ 4 đến 8 tiết một tuần. Trong đó tiếng Anh bắt buộc, thực hiện 4 tiết một tuần theo nội dung chương trình và các sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Bên cạnh đó lớp 3, lớp 4 cũng có thể học thêm tiếng Anh tăng cường sau 4 tiết của chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hình thức xã hội hóa không bắt buộc. Đối với lớp 5, tiếp tục thực hiện các chương trình tiếng Anh đang thực hiện các năm trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.